Chào cô chú anh chị và quý nhà đầu tư, mình là Ngọc Thiện, làm việc tại văn phòng bất động sản số 6 Hà Nội. Hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị và quý nhà đầu tư một ô đất có diện tích là 1.525m². Ô đất này là chính chủ do văn phòng em đứng tên, tọa lạc tại xã Hàm Linh, thành phố Phú Quốc. Đây là trục đường chính dẫn tới khu đất mà em đang ngồi trên ô tô để quay video. Hai bên dân cư đã ở kín, cũng như điện, đường, trường, trạm đã được xây dựng đầy đủ để phục vụ dân sinh cũng như khách du lịch. Đường trục chính này rất là rộng, rộng khoảng 30m, hai ô tô vẫn có thể tránh nhau được. Từ trục đường chính Hàm Linh này, em đi khoảng 2-3 phút là ô tô là đến nơi. Hiện tại em đang đến khu đất, mọi người cùng em xem thực tế và đi cùng em để biết các mốc giới nha. Ô đất này thì có vị trí rất là đắc địa và tỷ lệ sinh nhờ rất là cao. Vì sao em muốn nói là đắc địa? Em xin phép được tóm tắt như sau. Về phong thủy thì lương tự lối, mặt hướng ra biển. Về đặc thù kinh doanh thì đông dân cư, gần trường học, gần ủy ban xã Hàm Linh. Cách 3 phút đã đi đến đường quốc lộ, nên rất đảm bảo về an ninh cũng như là giao thông thuận tiện cho khách du lịch. Em xin phép được giới thiệu qua về ô đất. Ô đất này có diện tích là 1.525m², chiều dài là 20m, mặt tiền đường là 75m, mặt tiền sát biển là 76m, rất là vuông vắn. Chưa tính hành lang biển 50m, nếu quý nhà đầu tư muốn kinh doanh vẫn có thể sử dụng để phục vụ khách du lịch tắm biển, giống như các resort và các khu sinh thái ở vùng quanh ô đất này vẫn đang kinh doanh ạ. Xung quanh mốc giới của ô đất đã xây dựng hàng rào và tường rào đầy đủ, phân biệt rõ ràng và giáp ranh với các hàng xóm. Vừa rồi là toàn cảnh thực tế của ô đất mà văn phòng em muốn giới thiệu, cũng như mong muốn gửi hình ảnh thực tế chi tiết nhất đến anh chị và quý nhà đầu tư. Anh chị và quý nhà đầu tư có thiện chí cũng như muốn tìm hiểu thêm về pháp lý của ô đất, vui lòng liên hệ Zalo số em 09639 56256, em Thiện. Cảm ơn anh chị và quý nhà đầu tư đã dành thời gian xem video này của văn phòng em. Em cảm ơn ạ.